Thưa quý vị, trong diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 24 tháng 4 năm 1975, Mỹ và Tổng thống ủy quyền Sài Gòn Trần Văn Hương đề nghị ta xin ngừng bắn. Cùng lúc này, năm cánh quân của ta gồm bộ đội chủ lực, dân quân tự vệ, du kích, nhân dân miền Nam và sự chi viện sức người sức của vững chắc cho tiền tuyến của hậu phương miền Bắc đã tạo thế chủ động trên toàn chiến trường. Tất cả năm hướng đều tiến công thẳng vào thành trì cuối cùng của chế độ ủy quyền Sài Gòn đang hoang mang lo sợ. Mời quý vị theo dõi tư liệu lịch sử. Bộ xuống các đơn vị tập trung của tỉnh, huyện, trực tiếp giao nhiệm vụ chiến dịch cho cơ quan đơn vị, đồng thời phối hợp các ngành kiểm tra công tác chuẩn bị mọi mặt của các cơ quan đơn vị địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu chiến dịch đề ra. Vì vậy, cùng với việc thành lập tiểu đoàn Phú Lợi 3 của tỉnh, huyện Nam Bến Cát thành lập thêm một đại đội, huyện Châu Thành tổ chức thêm một trung đội. Vùng giải phóng Dầu Tiếng Bến Cát đưa hàng trăm con em tham gia các lực lượng giải phóng tỉnh. Không khí cách mạng ở tỉnh Thủ Dầu Một từ ngày 18 đến 25 tháng 4 1975 đã diễn ra sôi sục khí thế cách mạng tiến công, chuẩn bị cho những trận đánh có ý nghĩa quyết định trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bên cạnh việc chuẩn bị lực lượng từ các căn cứ cách mạng và vùng giải phóng, công tác hậu cần cũng được hoàn thành. Nhiều nơi, quần chúng in truyền đơn, may cờ, biểu ngữ, nô nức chuẩn bị cho ngày giải phóng.